đến hẹn lại lên sau một năm giãn cách vì dịch bệnh, giải chạy Ecopark Marathon 2023 vừa diễn ra tại khu đô thị Ecopark, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, thu hút gần 4.000 vận động viên tham gia. Với chủ đề chạy giữa thiên nhiên, Ecopark Marathon 2023 bao gồm 3 cự li, Single Run 21km, Couple Run 10km, Family Run 5km dành cho tất cả mọi người, từ trẻ em, người lớn. Vì vậy, trên cung đường chạy, mọi người thường xuyên bắt gặp cảnh những em nhỏ hay cả gia đình cùng nắm tay nhau chinh phục cung đường chạy. Eco Park Marathon 2023 sở hữu cung đường City Trail độc đáo, khép kín, kết hợp giữa đường nhựa và đường mòn uốn lượn. Năm nay cũng là năm đầu tiên các runner được chạy qua đường Vịnh Đảo mới được chủ đầu tư Eco Park đưa vào khai thác. Tham dự giải lần này, ngoài cư dân, du khách yêu chạy bộ, còn có những vận động viên chuyên nghiệp như Nguyễn Văn Lai, Trần Văn Đảng. Sự xuất hiện của những vận động viên tuyển quốc gia ở cự ly 21 km này đã đẩy không khí giải chạy thêm sôi nổi.